nay chúng ta sẽ làm lại với team con cu. Anh em có đồng ý không? Test team cửa hóa xong rồi, chuyển sang soạc team con cu thôi. Con cu hứa hẹn là đá đỡ hét co hơn. 7-8 triệu đủ làm team con cu rồi đấy anh em. Bây giờ team con cu thì có những cầu thủ nào nhỉ? Okay, vị trí tiền đạo không ai khác là Lukaku rồi. Đúng là một con cu đích thực. Rồi đi tìm thôi. 9 triệu soạc luôn, đỡ mất thời gian. Ok, lù con cu. Hậu vệ trái Kuzawa được. Quá thơm. Soạc luôn. Chúng ta có hai vị trí rồi. Tiền vệ trung tâm Nkonku. Nkonku lại không có hàng cộng 1 à. Đánh dấu vào đây. Nkonku. Jordan cũng là Lukaku. Đánh dấu lại đã. Đây là lại chúng ta mới bổ sung được hai vị trí cho đội hình thôi. Cu này có vẻ hơi ít nhỉ. Kuka này là hơi ít. Chúng ta sẽ xem cu này xem như thế nào nào. Apli Kueta. À, cu em tao. CB được. Thằng này mình chấm cũng được, làm một con. Johan Goku. Úi dồi ôi, cả bố cả con luôn. Son Gohan với lại là Goku kết hợp với nhau thành Hoan Goku. Quá chuẩn. Chúng ta có 4 vị trí rồi. Curado. Nhiều chỉ số ẩn đấy. Bú đe cu. Cái tên Bentan cu nữa này. Chạy chậm quá nhở. Bentan cu đã khó đấy. Masaku. À, chuẩn đấy nhở. Masaku không có hàng luôn. Quá khó. Masaku chỉ số cũng được. Cầu thủ người Congo. Từng đá giải Pháp. Masaku khó phết. Đổi sang cu. Cu này. Cu tí nhỏ. Ok, cu tí nhỏ. Thủ môn cu tỏi. Thủ môn này đá để chất lượng này. Bụ cu ré. Có cộng 1. Có cộng 1. Xem chỉ số đã. Chạy 69. Bên 82. Không ngon lắm đâu. Sau khi mà tìm được đây thì chuyển sang cu này xem nào. Cu này được mỗi cu đi bà lý đó. Đánh nửa mạnh. Mua luôn. Cu A Té. À, cu A Té được à. Cu A Té này phải áp chỉ số nhiều mới đá được. Cu A Té chỉ số 68. Cộng 5 mới có 74. Câu lợn khói ra. Mua tạm một con cua té đi. Mua con cua té sau đấy là kiếm con gì đấy ép thẻ anh em ạ. Đây rồi, cu tròn. Cu tròn. Úi dồi, cu tròn này mẹ vào oánh sấp mặt. Vào xếp đội hình đã. Xem còn thiếu vị trí nào còn tìm mua chứ. Cu tỏi này. Hậu vệ cánh phải như chưa có ai. Cu tí nhỏ. Cu anh té này. Team này có vẻ mạnh hơn team chó. Nhưng mà gặp một vấn đề đó là không có CDM. Ngon rồi. Đúng rồi, chúng ta còn con con cu nữa. Anh em bán cho tôi con cộng 2 đi cho dễ bán này. Con cộng 2 đặt mắc giá dễ bán anh em ơi. Anh em nhanh mình làm team đá giải anh em ơi. En con cu nha. Làm con PL. Đủ cu ré. Rồi. Anh em nào bán cho mình con en con cu đi. Thôi rồi, tiền đạo chúng ta sẽ dùng con móc cu ra phọt nhá. Đủ cu ré. Được. Chạy hơi chậm tí, đủ cu ré đã được. Hoàn gô cúp.
Rồi đá thôi, đá thôi. Team này đá đỡ nát hơn team chó, nhưng mà rất có thể là sẽ thua ở hàng tiền vệ. Úi giời. Dẻo đấy mà hơi yếu. Cusado. Coutinho. Đụ cú ré. Ui chậm nó chịu được. Này làm sao oánh được Gullit. Hay quá. Ôi hay quá. Mày vãi. Rồi thằng mẹ Goku ở đá CDM có 72. Yếu thật. Xong rồi, xong rồi. Hay quá. Thủ môn cu tỏi bắt ngon. Đẹp. Hết trống. Làm con cu đá mẹ chưa được 15 phút không đã đòi làm team van đi anh thì làm sao mà làm được. Từ từ chứ. Ý tưởng là thứ ấy. Rẻ nhất. Thực hiện mới là cái khó chứ còn ý tưởng là cái quá rẻ rồi. Em con cu. Úi trời mẹ. Ngủ chịu được. Lu con cu. Ôi trời, sút căng vãi trường. Hôm qua team con chó cũng trụ hạng ở thế giới 1 đấy. Xuống hạng từ huyền thoại nhưng mà trụ hạng thế giới 1 đấy, một tơn đấy, ông đừng có đùa. Team con cu hy vọng nó sẽ khá hơn. Địt. Cũng giống đội bạn của thiên trả địa vãi trưởng. Móc cu ra phọt đây rồi, đây rồi. Đánh đầu đấy. Quá hay cho lũ con cu. Thôi xong rồi. Đỡ éo được dù béo. Kick off lick ăn luôn. Mấy cái tình huống phát bóng này đội khỏe ăn lợi quá. Biết không chống là hậu vệ cứ dạt ra. En con cu. Lu con cu rồi penalty chuẩn men. Đội bạn đá quá xấu ở đạch đéo phải penalty. Tưởng thế nào. Nó lại đứng ở hàng rào khôn vồn. Cơ bản thằng Lukaku chạy ngu. Các em tôi cố lên. Úi trời mày quá. Em con cu. Sặc. Lu con cu kìa. Cướp được bóng thủ môn không sút được. Chết nhục. Curado vừa cướp bóng của dô béo. Úi mất bóng luôn là Vieira. Thằng cu tí đá được đấy. Khá khôn. Móc cu ra phọt. Tốc độ của ra phọt. Úi trời. Kinh ấy chịu được. Đẹp. Bo tay. Dù béo bắt nạt tìm gọi tìm cùi. Ôi chuyển thế đeo chuẩn khó ở ghê. Xong đã bị bắt nạt. Tìm này mất giữa. Goku và ai mẹ sút quả bóng đi gấp khúc
sút như là bóng Tsubasa vậy. Lu con cu ngon, ghi bàn ngay. Cú đây, đèn vai lìn. Đẹp mẹ. Đéo hiểu. Phát đen vờ lờ. À. Mà đi nó nhanh quá. Thằng Lua Cú dê cứ bị hở chân. Nó dê chậm mà nó không hở chân, dễ hơn là nó chạy nhanh nhưng mà nó hở nhá. Vì hậu vệ đầy con nhanh, hở chân là lấy được. Nhưng mà nếu Lukaku đi chậm thôi thì không việc gì. Đi chậm thôi bóng nó không văng xa. Đây rồi. Goku. Đạch về cái lu con cu là ngu vãi lìm. Lúc giờ hời thủ môn cu tỏi. Tốt đấy. Nhưng cũng chưa gánh được tim. Vãi đài lu con cu đóng kìa. Đây rồi. Bờ tí tuổi. Đụ cu ré nào. Thằng cái thằng đụ cu ré đã yếu rồi, suốt ngày lên. Bây giờ làm cái gì? Ý thức kém vãi đài. Yeah, pha ghi bàn của Lukaku. Lần này anh đã chiến thắng được Manini. Manini theo rất sát. Nhưng Lukaku quyết định dứt điểm luôn bằng chân phải. Bóng đi qua háng huyền thoại. Goku. Quá người ơi, tuyệt vời. Trời ơi. Em ơi, Cuba ngọt lịm đường. Láo à. Cu tí nhỏ. Vãi đái. Mẹ. Thằng cu tí nhỏ này đá 4 quả vào cọc rồi. Từ lúc mua nó về. Ông này làm gì đây? Đúng là Takadada thật. Đúng là Takadada thật. Nào em con cu đâu? Lukaku. Trời ơi. Tất nhiên là anh em con cu chưa mắc liver nên các bạn có thể đợi một bàn. Goku. Goku 2-0. Phía truyền thống nó mới 95 à. Em con cu đã được. Ừ.
Huyền thoại được mỗi CPU với lại là Core là dùng ngon thôi. Yes, tốt. Aguero không được. Đấy đấy, cún Aguero được đấy. Thủ thi thoảng không nháy người á. Đấy lỗi chung em ơi, game đang bị lỗi đấy. Nhiều ông bảo là do bàn phím. Không phải nha. Tay cầm cũng bị. Một hai bản update gần đây nó bị như vậy. Nó do nó update cái chức năng hỗ trợ bàn phím nhưng mà nó chưa hoàn thiện anh em. Cú già quá. Lại mãi mới có donate sướng quá. Hay nhá. Cu li bà lý. Ê, tìm con cu đã đối đầu với lại hàng top server ngáp luôn. Chiller Rassen, Jordan Lukaku. Lukaku sẽ được đối đầu với người anh trai của mình. Hai anh em nhà lu con cu sẽ vào lu nhau. Xem con cu nào sẽ giành chiến thắng. Mẹ Goku suốt quả buồn ngủ vãi đái. Mẹ CR7 nó lù. Cu rau. Thằng vô kỷ luật này mẹ. Hậu vệ cánh trái lên tận vòng cấm đánh đầu. Mày quá ăn rồi. Mày quá nhờ lu con cu. Lu. Mẹ mày. Ngu nó chịu được. Thằng này không, mình chưa quen của nó. Thằng này chắc cũng không cần phải chỉnh hướng cái gì đó. Đóng bỏ bu đi. Đây rồi. Đây thằng cu tí. Quả này nó cũng sút trúng cọc. Việt vị. Thằng này không quả nào sút không trúng cọc ta. Thằng cu tí nhỏ ấy. Tao chấp nhận được. Quả thứ bảy trong ngày hôm nay rồi. Vẫn là nó. Thánh mẹ luôn. Sút đéo vào quả nào. Eto cũng không đến nỗi sút 7 quả vào cọc cả 7 đâu anh em. Có thằng cu tí này nó đạt đến cái cảnh giới đấy thôi. Em con cu. Rồi. Rồi. Tạm thời như vậy, tin tưởng cu tí vậy, trận này mà sút một quả vào cọc nữa thôi thì mày nghỉ luôn. Đây rồi, ngủ rồi, di chuyển tù vãi. Đấy rồi. Đù mẹ. Vô tích sự vãi lìn. Ma mày. Đéo hiểu. Yeah. Cuối cùng thì mày cũng ghi bàn. Đường truyền của lu con cu dành cho đủ cu ré, hai thằng ngu đá nhau khổ vồn. Gulit lít của đội bạn vẫn đứng vững. Tí tí đứt. Hello hello anh em. Cu tí cuối cùng mày cũng ghi bàn. Không ZD nữa. Đóng.